Câu chuyện của một chàng trai người Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh ta đứng trước quyết định khó khăn vì không biết chọn người sinh ra hay nuôi dạy mình. Ngô Thiếu Bằng có tên trên giấy tờ là Mã Giang Phúc, sinh ra trong gia đình đã có 5 con gái và bố mẹ đều có tuổi nên cậu rất được cưng chiều. Công việc kinh doanh của nhà họ Mã khi ấy cũng phát đạt, cha mẹ bận rộn nên thường xuyên gửi con trai sang nhà hàng xóm thân thiết trông nom dùm. Thế nhưng vào một ngày nọ, biến cố đã xảy đến với gia đình họ. Theo đó, Mã Giang Phúc không về nhà ăn trưa, cha mẹ lo lắng chạy sang nhà hàng xóm thì họ đã đóng cửa, biến mất không dấu vết. Dấu hiệu của chuyện chẳng lành, ông bà Mã lập tức gọi cảnh sát báo án nhưng ở thời điểm công nghệ thông tin chưa phát triển, việc tìm một đứa trẻ giữa biển người vô cùng khó khăn. Gia đình đã khóc cạn nước mắt, bán hết tài sản và dừng cả công việc kinh doanh để tìm con nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Khi gia đình đang hoang mang tìm kiếm con trai trong vô vọng thì người con gái thứ hai cũng bị bắt cóc, không rõ tung tích. Việc này khiến bà Mã gần như suy sụp nhưng sau nhiều năm, họ vẫn không ngừng hy vọng ngày đoàn tụ với các con. Trong khi ông bà Mã ra sức tìm kiếm, thì Mã Giang Phúc đã được một cặp vợ chồng thương nhân giàu có nhận nuôi và đổi tên thành Ngô Thiếu Bằng. Cha mẹ nuôi đối xử rất tốt, cũng mong muốn giúp anh tìm lại bố mẹ ruột nên hỗ trợ và khuyến khích tham gia các sự kiện kết nối người thân thất lạc. Đến năm 2017, trong sự kiện tìm kiếm gia đình quy mô lớn tổ chức tại Quý Châu, Trung Quốc, bà Mã cũng tham gia và nhìn thấy một chàng trai giống chồng mình thời trẻ, chính là Ngô Thiếu Bằng. Họ vội vàng tìm cách trò chuyện với chàng trai trẻ và anh ta cũng thật thà kể lại ký ức bị gia đình hàng xóm bắt đi năm 4 tuổi. Thiếu Bằng còn nhấn mạnh trước nhà mình lúc nhỏ có một cây cầu đá. Mọi miêu tả đều khớp vào hoàn cảnh của Mã Giang Phúc năm nào, do đó, vợ chồng Mã đã đưa Ngô Thiếu Bằng đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đây chính là con trai bị thất lạc của họ. Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ khiến những người chứng kiến xúc động. Về đến căn nhà chật chội, cũ nát của bố mẹ ruột, chẳng có tài sản gì quý giá vì họ đã dồn hết tâm sức để tìm kiếm các con, Ngô Thiếu Bằng cảm thấy đau lòng vô cùng. Một cuộc điện thoại của cha mẹ nuôi đã khiến anh quay trở về thực tại. Vợ chồng họ Ngô nói họ có thể không cần con trai chăm sóc, nhưng sản nghiệp là tâm huyết cả đời của họ, Ngô Thiếu Bằng cần có trách nhiệm thừa kế. Chàng trai trẻ đứng trước lựa chọn tiếp tục ở lại với cha mẹ ruột hay trở về tiếp quản công việc kinh doanh của cha mẹ nuôi, điều này khiến anh mất ngủ mấy đêm liền. Sau 3 ngày suy nghĩ, Thiếu Bằng quyết định nói hết với cha mẹ ruột rằng không thể từ bỏ cha mẹ nuôi, những người chăm sóc anh suốt 17 năm qua. Dẫu vậy, anh vẫn hứa với ông bà Mã sẽ cố gắng chăm sóc cả hai bên gia đình vì ai cũng quan trọng với mình. Và chắc chắn bản thân sẽ thường xuyên đến thăm cha mẹ ruột, đồng thời góp sức tìm kiếm cả người chị mất tích. Quyết định của Ngô Thiếu Bằng khiến gia đình họ Mã không ngờ tới và có phần thất vọng vì họ chỉ mới đoàn tụ ít lâu. Tuy nhiên, ông bà Mã vẫn tôn trọng lựa chọn của Thiếu Bằng vì chỉ như vậy con trai mới có thể phát triển sự nghiệp. Họ đưa con trai ra ga tàu trở về thành phố và hẹn ngày gặp lại trong sự biện dị, luyến lưu. Câu chuyện của chàng trai sau khi đăng tải đã gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng anh chỉ quan tâm đến gia sản của cha mẹ nuôi mà không để ý đến tâm tư cha mẹ ruột. Thế nhưng cũng không ít cư dân mạng khen ngợi quyết định của chàng trai này bởi nếu là người có trách nhiệm, Ngô Thiếu Bằng sẽ hỗ trợ cả về mặt tài chính, chăm sóc chu đáo hơn cho cha mẹ ruột cũng như đẩy nhanh việc tìm kiếm người chị.